hello anh em chào mừng anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình nhá ok anh em ơi hôm nay sẽ tiếp tục chinh phục con game bắn cá đổi thưởng đây anh em ơi ok tôi vừa nhận cái cốt anh em ạ vừa nhận được cái cốt nhiều khi mẹ nhận được cái cốt như thế mẹ bắn hên phát là lại lên ối rồi ôi, ôi đấy anh em ạ em đừng có đừng có chê anh em nhá khi mà không có thì cái gì nó cũng là một cái cái, cái cái công cụ để mình kiếm lãi thôi em đừng có chê nhá có ít thì mình chơi ít có nhiều thì mình chơi nhiều thôi đúng không đấy nhiều khi mẹ à, nó nhỏ nhưng mà nó làm nên những cái lớn lao đấy ok thì cái con game bắn cá đổi thưởng hiện tại mà tôi đang chơi đây thì chắc là anh em cũng không xán lạ gì nữa rồi bắn cá h 5 anh em nhá một trong những con game bắn cá gọi là uy tín nhất rồi đúng không đấy thì nói chung là nhiều anh em đã hỏi tôi về cái đường link chính thức của thằng bắn cá H5 và cái cách chơi như thế nào để luôn luôn có lãi thì tôi đã chia sẻ cho anh em ở khá là nhiều video trước rồi thì hôm nay cũng nhắc lại cho những anh em mới luôn thì cái đường link tôi sẽ để ở phần mô tả nhé đường link truy cập chính thức tôi sẽ để phần mô tả cho anh em anh em có thể vào và nhận cốt trải nghiệm xem có khi mẹ lớn ngỡ với huy chương đây anh em ạ nhiều khi lớn ngỡ với huy chương đấy ok thấy chưa Đấy, cứ từ từ nó lên từ từ anh em ạ, cứ lên từ từ thôi. Anh em muốn một cái gì đó lâu dài ấy thì mình phải tìm một con đường nó chắc ăn anh em ạ, phải tìm một con đường nó chắc ăn để mà đi chứ đừng có tham cái kiểu là đừng có tham cái kiểu là mình, mình 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 muốn đi nhanh ấy, giống như tôi lấy ví dụ nhá, ví dụ như anh em xây một cái ngôi nhà anh em phải đổ móng trước đúng không? Thì sau đấy anh em mới xây phần tô, xong đấy là áo rồi các thứ, tô rồi các thứ và hoàn thiện đồ các thứ chứ không thể là mới vào phát là anh em đi anh em, em, em lập mái luôn được anh em chưa xây anh em đi đủ lập mái luôn được đúng không đấy cái gì đây? cho nên là cái gì nó cũng phải từ từ anh em ạ rồi nó sẽ đến lúc nó sẽ ấy thôi bình tĩnh mình đang chơi đang tính cái đường lâu dài không thể là ngày một ngày hai được mình đang tính cái đường lâu dài mà đấy, cho nên là phải tìm ra được những cách chơi như thế nào để mà luôn luôn có lãi và ổn định nhất có thể anh em nhá. Đấy thì nói chung là nếu như mà anh em biết cách chơi ấy, có cái kinh nghiệm một tí ấy thì nói thẳng với anh em luôn, nó dễ nha ạ. Anh nó dễ. Và một cái điều quan trọng nữa là khi mà anh em chơi rồi ấy, anh em có giữ được anh em ăn rồi ấy thì có giữ được cái 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 những cái mà thành quả của mình hay không. Đấy cũng là một cái vấn đề khá là quan trọng đấy đúng không chứ không phải là cứ vào chơi là cứ như thế như thế đâu ok nổ quả ngon này anh em ơi chỉ cần lâu lâu mình mình chơi xong đấy mình 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 bắt mình gặp chúng cái ổ cá là nó lại phát tài luôn đấy, nó là ối rồi ôi luôn này anh em ạ chỉ cần gặp đúng cái ổ cá của nó là ối rồi ôi luôn ok chiều hồi bot rồi này bot lên rồi anh em ơi anh em tập trung bắn bot đi nào ui mẹ thằng kia nó làm vắt ui mẹ mấy thằng này nó ăn ghê thế nhờ mình cũng phải la liếm tí thôi nói chung là chơi cái gì thì cũng là con bot là cái mục tiêu cuối cùng mục tiêu cao nhất anh em ạ tôi không biết là anh em như thế nào nhưng mà tôi thì cứ bot mà phang thôi cứ bot mà phang thôi anh em ạ còn những cái vấn đề khác thì mình cũng không quan trọng lắm cứ me me mẹ nhiều khi làm được cú bot nữa Nói chung bot mà nó nổ phát thì Không biết được nào một lần đâu anh em ơi Đây rồi cá sấu này anh em Con cá sấu này thì cũng là một trong những con bot Đỉnh cao của H5 đấy Trước đây mà cái thời mà chơi Ở những cái máy bắn cá Thời đấy chơi đúng sướng rồi anh em đúng không Thời đấy chơi đúng cực kỳ sướng luôn Nhưng mà sau này thì Gọi là nhà nước cũng Tu hồi và cấm tiệt Cái hình thức đấy cho nên là Anh em cũng bớt đi những sân chơi. Và dần dần thì những con bắn cá đổi thưởng online này nó mới xuất hiện thôi, nó mới lên được thôi, chứ còn không mà cứ để anh em nói thẳng với anh em luôn, cứ để mà những đây rồi, nổ này, ok chưa? Cứ để những con bắn cá kiểu ở, ở cái máy những cái máy bắn cá ở trung tâm thương mại ấy. và những cái quán bắn cá giống quán net anh em. cứ để những cái đấy mà xem. Mẹ những những con game này móm luôn anh em ạ, thật sự luôn. Bởi vì chơi thực tế như thế ai cũng thích. Ra ra quán chơi mẹ chơi thứ nhất là cái, cái màn hình nó to, cái máy nó to, bắn nó sướng, có nút bắn nó sướng. Đấy và thứ hai là chơi thực tế như vậy nhìn nó giống như kiểu mình đang ở dưới biển rồi anh em ơi. Giống như kiểu mình đã đang 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 mơi dưới biển đang bắn dưới biển luôn. Đấy. Và khi mà súng đã lên đạn rồi thì chỉ có húp thôi nhà ơi. Húp trực tiếp đấy thôi ốp xong là đổi ngay đổi ngay trực tiếp đây luôn như thế là mang lại cảm giác nó uy tín nó an toàn hơn rất là nhiều đúng chưa nhưng mà nhiều khi như thế thì nhiều khi nó 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 gãy như thế thì lại hay thì khi mà những cái con game bài những con 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 bắn cá đổi thưởng online như thế này nó xuất hiện đấy thì mình sẽ cảm thấy nó tiện hơn mình chơi ở đâu cũng được anh em đấy lại có cái hay đó là mình chơi ở đâu cũng được rất là tiện lợi luôn Ví dụ đi đâu mà muốn rút máy ra lên cơn nghiền nghiền và rút máy ra mẹ bắn máy phát lên nòng bắn máy phát thì nó rất là tiện lợi luôn đúng không lag hay sao nhờ có vẻ như lag rồi anh em ạ có vẻ như lag rồi thanh niên này phá sản rồi có vẻ như lag rồi hay là hay là hay, sao đấy ừ em mới lag đúng là lag thật sự luôn đây rồi nhiều khi em đang đi vệ sinh cũng lôi ra để giết thời gian khá là ok đúng không đấy, vừa giết thời gian vừa kiếm lãi biết đâu em đi đi phát vệ sinh xong lại có mấy củ sao đúng không chỉ cần bú được mấy con bọt là lên tiền ngày nhà rồi bú được mấy con bọt là lên tiền ngày à, ví dụ ngày hôm nay nhá tôi hút được cái cốt tôi hút được cái cốt của hai lít đi đấy ở đâu 20k chứ xin lỗi anh em nhé 20k nhé biết đâu mẹ ngồi ngồi mân mê bắn văn tí làm văn lại lên lại lên 20 củ hay là 50 củ thì sao đúng không đấy là cái chuyện bình thường mà anh em đấy là cái chuyện bình thường đấy thấy thấy em thấy không anh em thấy không nó nổ phát là như thế là là là, là, là biết rồi đấy, đấy là con cá nhỏ đấy nhá đấy con cá nhỏ đấy nhá đấy, bấp phải những con bot thì nó như thế nào nữa anh em tôi đã từng tôi đã từng chơi ở cơn bật KH5 này thời gian cách đây khoảng là tầm 5 6 tháng gì đấy. Tôi không nhớ rõ nữa vì cũng khá là lâu rồi. Đấy, vào nhận một cái cốt 20k mà bắn lên 30 củ đây anh em ạ. Đừng có nghĩ đơn giản. Đừng có nghĩ đơn giản cái cốt 20k là nó ít. Đấy, mình cứ bắn cứ bắn đi là biết. Anh em cứ vào và trải nghiệm đi là biết ngay thôi. Đấy, nó như thế nào chỉ cần khoảng tầm 5 phút thôi mình may mắn đấy là nó lên như diều gặp gió ngay chỉ cần 5 phút may mắn là nó lên như diều gặp gió ngay anh em nhé tôi chỉ cần hút được khoảng vài ba con bot là đấy bắt đầu lên này bắt đầu lên cho anh em xem này tôi đã nâng cái mức đạn lên rồi nhá tôi sẽ cho anh em thấy như thế nào gọi là ông vua của biển cả anh em ơi súng đã lên đạn rồi thì chỉ có nổ thôi và cái cách chơi của anh em thì như thế nào thì tôi không biết nhưng mà tôi thì cứ đấy thấy không bắt đầu lên đấy bắt đầu lên đấy tôi thì cứ cá to tôi, tôi tôi chiến rồi cá nhỏ tôi ít khi chơi lắm tôi thì tập trung vào những con cá to và con bot thôi anh em ạ ăn nó sướng đây rồi bot nó ra này xử lý con bot này mà nổ phát thì với quả cảm xúc ngay nhưng mà thường thì bot thì nó khá là khó khăn anh em ơi khóa mục tiêu này xem nào rồi xong gãy rồi nổ con bot này thì đúng là đổi đời luôn rồi vãi nha thôi rồi ông nội ơi nó đích nổ rồi anh em ơi đích nổ rồi không nổ rồi anh em ơi 9 lít này mà bot 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 ở đây nó khó nổ thật sự luôn nhưng mà nổ rất là ngon tất nhiên là nó sẽ tỉ lệ nghịch với nhau rồi đúng không nó càng khó nổ nổ ra nó càng ngon thôi cái này rõ ràng rồi ok bảy k rưỡi này nhiều khi nó nó ít ít những quả đúng là đây rồi nó lại quay lại rồi mẹ em mồi chài nha bạn nó lại quay lại mồi chài nha mình rồi mấy thanh niên này có vẻ như là không thích bắn bót hay sao ấy mỗi mình tôi bắn này nha ạ mỗi mình tôi bắn thôi vãi đạn luôn đây rồi nó lại lại ra gì rồi anh em ơi mẹ mày nổ ra phát nào có thời điểm là mẹ bót nổ hai con ba con liên tục nhau luôn anh em ơi nhưng mà chỉ bắn khoảng một hai ba phát đạn thôi là nó nổ rồi kinh điển lắm kinh điển lắm anh em ơi khi mà đã gặp rồi thì nói thật với anh em luôn chỉ cần gặp thôi 5 phút là có thể thay đổi cuộc đời nói thẳng căng như thế luôn Ôi giời ơi Con cá này là cá gì em Cá này là cá gì nhỉ Giống con cá trích thế Giống con cá trích thế Nổ phát thì ngon nha Nãy mà con bot đấy nó nổ phát thì ngon đúng không Ui, bấm lộn anh em ơi, bấm lộn anh em ơi. rồi mẹ nó nổ vắt bốn bảy củ rồi anh em ơi ngon lành cành đào luôn tuyệt vời ông mặt trời luôn thấy không đấy nó là ra gì luôn anh em ạ em thấy không nói gì đi nào anh em nói gì đi nào đấy mẹ tầm này thì chỉ có rút thôi rút và rút thôi anh em ạ tầm này chỉ có rút và rút thôi ok rồi quá tuyệt vời rồi anh em ạ thôi được rồi thì hôm nay là như thế anh em nhé tôi sẽ dừng lại tại đây thôi hôm nay phải đi đại anh em khoảng tầm mười mầm mới đã ok nhá rồi thì cái đường link của tôi tôi sẽ để phần mô tả cho anh em đấy anh em có thể vào trải nghiệm và nhận cốt để tham gia chiến ok chúc anh em gặp nhiều may mắn xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo